biết quan tâm lo lắng chia sẻ công việc với mọi người, quê quán ưu tiên miền Trung và miền Nam trừ miền Tây. Trời ơi sao vậy, miền Tây tôi mắc gì trừ em miền Tây rồi. Ủa sao miền Tây trừ em? Còn nữa, tôi đọc, để tôi đọc hết cái đã. Tuổi tác từ 23 đến 27, công việc nhân viên văn phòng hoặc có công việc làm riêng ổn định, tiêu chuẩn khác có đạo Thiên Chúa, không thích phòng phóng khoáng quá, không tiêu cực, không lười biếng quá, lặp lại nhiều lần quá, nói dối, nói xạo. Trời ơi, trời nhiều quá mà đọc tới sáng quá. Trời ơi, cái gì vậy? Trả lời nè. Còn mắc gì không thích con gái miền Tây? Không thích thôi chị. Em bụng chạm rồi. À dạ em biết rồi. Mời bạn Nam. Dạ. Thôi mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi mình giới thiệu về mình đi bạn. Chào anh Nguyễn Linh. Chào anh. Chị Cát Tường và quý vị khán giả và bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Hoàng Quân, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em 27 tuổi. Bạn làm việc gì? À, em đang là kỹ sư thiết kế cấu nhà cao tầng. Thiết kế nhà cao tầng á hả? Dạ đúng rồi. À, quê bạn ở đâu? À, quê gốc em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, mời bên kia. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Trang. Em đang làm giáo viên mầm non tại trường mầm non Ngọc Hoàng ở Biên Hòa. Quê mình ở đâu? Quê em ở Tiền Giang, mà nhà em thì ở Đồng Nai. Quê Tiền Giang, nhà Đồng Nai, làm việc Biên Hòa. Dạ. Anh kia thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ chúng ta có thể thoải mái nói chuyện đi. Rồi giới thiệu về mình một xíu đi. Hỏi bạn gái gì hỏi đi. Ừ. Bạn nhiêu tuổi ta? Em sinh năm 94 anh. 94 với 90 thì cũng hợp đó. Hợp không em? Em nghe nhiều người nói thì cộng trừ mà cộng trừ số chẵn thì nó có lẽ nó hợp đấy. Cộng trừ số chẵn là sao em? Rồi hỏi bạn ở đâu, mình giờ hẹn hò như thế nào hỏi luôn đi. Hiện tại thì em đang ở đâu ta? Hiện tại em ở Biên Hòa anh. Nhà anh ở Bà Rịa thì đi về cũng đi ngang ở chỗ đó thì chắc cũng không vấn đề gì về cái khoảng cách. Em có trải qua mấy mối tình nào hỏi đi. Ừ, em thì có bao nhiêu mối tình rồi ta? Dạ em trải qua một mối tình, quen cũng 5 năm nhưng mà một số lý do nên phải chia tay. Chia tay được 2 năm rồi anh. Anh thì cũng lẻ tẻ nhiều nhưng mà nếu mà gọi là chính thức thì chỉ có một mối tình thôi. Bạn đó thì học chung thời cấp 3, có quen khoảng cỡ độ 2 năm nhưng mà trục trặc là do anh cũng gặp một số chuyện cá nhân tình cảm này nọ rồi cũng do có lỗi bạn gái thì cũng chia tay. Hối hận nhưng mà không quay lại được tại vì bạn gái cũng đi nước ngoài rồi. Anh có đạo không anh? À có em. Dạ. Em có không? Dạ có. Vậy là ổn rồi, chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện tình yêu nha. Mình muốn tìm một người yêu thế nào bạn? À, dễ nhìn xíu. Dễ nhìn nó khó trừu tượng lắm em, dễ nhìn là sao em? Đừng có quá đen hơn em. Em thì đen rồi. Thì ở nhà thì em vạch ra nhiều lắm à, mà sao lên trên đây em quên hết rồi. Lần sau tao lấy giấy viết, tao viết ra. Em có đánh cho điện thoại mà điện thoại đưa cho em gái rồi. Giờ em quên. Em gái của em đâu em? À, màu vàng chị. Ở đây màu vàng. Em đưa điện thoại em đây. Rồi em đưa cho ảnh đi. Anh đọc lên bên đây coi có. Đọc coi có cái gì không. Rồi mò ra được chưa? Rồi. Em thấy rồi chị. Hình mẫu lý tưởng. Thì cái ngoại hình thì dễ nhìn, dễ thương, da trắng xíu, đừng có đen quá. Cao từ 1.5 m đến 1.6 m. Tính tình hiền lành vui vẻ, sống đạo đức, biết cư xử người. Từ từ để ta soi đọc gì mà như mô tô bay vậy. Thì có chữ rồi phải đọc cái gì. Rồi 1.5 m đến 1.6 m. Da trắng, rồi gì nữa? Da trắng, tóc đen. Tóc đen, rồi gì nữa? Mắt đen luôn thì được. Trời ơi, tính tình hiền lành, vui vẻ, rồi có đạo đức. Nói chung là biết cư xử với người trên kẻ dưới. Còn gì nữa? Hết chưa? Lắm dài. Trời ơi, tôi đọc sơ sơ sao nhiều dữ vậy? Dài lắm hả? Ngoại hình dễ thương ha. À, đừng có đen quá. Cao khoảng 1.63 m. Tính cách hiền lành vui vẻ. Đạo đức, biết cư xử người trên kẻ dưới, người xung quanh, với gia đình. Hiếu thảo với bố mẹ. Biết quan tâm lo lắng chia sẻ công việc với mọi người. Quê quán ưu tiên miền Trung và miền Nam trừ miền Tây. Trời ơi sao vậy, miền Tây tôi mắc gì trừ em miền Tây rồi. Ủa sao miền Tây trừ em? Còn nữa, tôi đọc, để tôi đọc hết cái đã.
Tuổi tác từ 23 đến 27, công việc nhân viên văn phòng hoặc có công việc làm riêng ổn định, tiêu chuẩn khác có đạo Thiên Chúa, không thích phòng phóng khoáng quá, không tiêu cực, không lười biếng quá, lặp lại nhiều lần quá, nói dối, nói xạo. Trời ơi. Trời ơi, nhiều quá mà đọc tới sáng quá. Trời ơi, cái gì vậy? Trả lời nè. Em định đọc em. Ủa, em viết cái list này là mất thời gian bao lâu? Cũng soạn ra, cũng gom lại. Ai soạn? Em soạn, thì soạn. Em soạn bao lâu mới xong được cái bản phong thần này? Thì bắt đầu từ lúc mà chương trình gọi em thì soạn liền. Soạn tới giờ luôn á hả? Vâng, vâng, đúng rồi. Còn sót gì nữa không? Thì chắc có lẽ đủ rồi chị. Trời ơi, nhiêu đó mới đủ thôi đó hả? Còn mắc gì không thích gái miền Tây? Nếu mà họ sống mà phóng khoáng quá thì em không thích phóng khoáng, mà cả về vật chất lẫn tinh thần, nghĩa là sống mà vô tư, ít lo quá thì... Ủa, ý em nói gái miền Tây là sống phóng khoáng hay sao? À, em không có đánh đồng vậy, nhưng mà tại chắc có lẽ là do em không thích thôi. Tự nhiên do không thích vậy thôi đó hả? Em bụng chạm rồi. À dạ, em biết rồi. Em cũng nói chung là không có đưa ra nhiều nguyên tắc đâu. Tự nhiên là tại vì lên chương trình á thì có nhiều cái list quá, như sở thích, sở trường, sở đoản rồi tùm lum, em phải list ra rồi thích người nào, thích người nào thì em phải list ra hết. Nên thành ra đặt vô cái nguyên tắc khuôn khổ luôn, chứ mình sống thì không phải vậy. Khuyết điểm của em là gì? Hơi bự bộn ấy. Đúng rồi. Nhìn kìa, mang dài sao không buộc dây dài. Hồi nãy trên kia em... Không có lý do gì hết trơn á. Tại sao mọi người mà bê bối cẩu thả vậy? Không, chị đừng nhìn vậy mà đánh đồng em vậy. Đâu có. Tại sao em lại đánh đồng người miền Tây là không được? Thôi về, về bản đi, về bản đi. Về bản đi. Trời đất ơi, dây dài vô, đụng chạm mà thấy chưa? Không, người miền Tây á là rất là dễ thương. Dạ, dạ. Có lẽ em do coi phim hay là em bị một cái cú sốc gì về miền Tây thì em thích gái miền Tây. Chứ gái miền Tây rất là dễ thương nha em. Dạ. Em được chưa, rồi. Chắc do em chưa gặp thôi. Hồi chị Tường qua gặp. Chị Tường cho em rút lại nha chị Tường. Muốn rồi. Ơi, chào em. Dạ. À, có lẽ anh này cũng hơi vui, thành ra cũng hơi lố lố một tí, chứ thật sự con người anh thấy nãy giờ cái tâm không phải là như vậy. Thí dụ giờ ảnh thích em, yêu em, tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu tới được? À, em cũng không có quan trọng thời gian, tìm hiểu thấy hợp thì khi nào cũng được. Coi như bỏ qua nãy giờ. Bỏ sao được? Không bỏ, đi về bển đi. Nè, mà em thích cái mẫu người bạn trai cái chuẩn như thế nào? Chững chạc. Không, bên kia chưa chững chạc. Dây dài mà không buộc nữa mà. Rồi tiếp em. À, biết suy nghĩ lo lắng cho gia đình, có nụ cười tỏa sáng như Lương Phúc Thịnh. Chắc được hả? Bạn bên đây nó chắc được đó. Nụ cười nắng tắt. Bây giờ em có người thân đi theo không? Dạ có gia đình cậu em với bạn em. Người ta người miền Tây hết đó nha anh. Dạ, chào cô cậu. Chào MC Quyền Linh. Dạ, MC Cát Tường. Dạ. Thì từ giờ ngồi bên đây thì thấy cháu trai này á, tướng tá thì cũng được, tính cách thì cũng vui vẻ, hiền lành. Coi như là cái chuyện gì mà bê bối á, thì cũng coi như là bỏ qua đi, không sao hết trơn á. Chắc hơi hồi hộp phải gì ha. Cháu Trang ở đây á, thì cũng nhà thì cũng hơi xa chút thì, không vấn đề gì đâu. À, dạ. Thì cô cũng thấy cũng được. À, còn không. Về chuyện hai đứa quen nhau hay không thì do quyết định của hai cháu ha. Dạ. Dạ. Trời, cô dễ tính quá. Chú có ý kiến gì không chú? Cậu. À, cậu ba nói, thấy cháu cũng vui vẻ, cậu ba thấy cũng được. Cậu ba người đâu? Người Tiền Giang. Góc Tiền Giang. Tiền Giang đó nha. Tôi cũng ở Tiền Giang này nha. Có đi với ai không cưng? Dạ, em đi với áo vàng em gái. Chào em. Dạ. Em ruột hả cưng? Dạ, em gái ruột. Rồi. Dạ, em thấy chị này dễ thương, hiền, hình như hơi lùn xíu. Nhưng mà dễ thương. Khi nào chị rảnh thì chị lên thành phố đi chơi. Ừ, chị cũng hay lên lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Bây giờ mình kéo màn cho hai người nói chuyện nhau đi. Kéo màn. Rồi. Chào anh. Ừ, chào em. Nữa hả? Cái gì nữa? Móc bóc gì nữa vậy? Hết hồn. Quà anh tặng em. Em cảm ơn anh. Sao anh lại không thích người miền Tây anh? Do quan niệm hồi xưa thôi. Ông bà để lại thì không có anh... đâu. Ông bà nào? Không có ông bà nào quan niệm gì đâu. Em phải nói là do quan niệm sai lầm của anh. Dạ.
Chắc tại, có lẽ vậy. Dạ, tại vì anh... ở đâu cũng có người này người kia thôi anh, chứ không phải. Em đã nói là anh không đánh đồng cái đó. Anh quan niệm thế nào về tình yêu? Anh cũng không có tin tuyệt đối 100% vào nó. Anh khoảng cỡ 70-80% thôi. Tại vì anh thấy đa số mấy cặp vợ chồng á, lúc mà chưa cưới thì nó say đắm ghê lắm. Còn lúc mà mà về rồi thì đa số người ta sống vì trách nhiệm con cái này nọ là hơn. Cái này bậy à, cái này bậy đó à. Sao bữa nay em có nhiều quan đa số luôn nha. Đa số cặp vợ chồng là về họ yêu thương nhiều hơn, chỉ có một vài cặp là à dạ đúng rồi anh nói đúng rồi. Ngược lại như vậy. Em run quá dùng cái từ hơi sai. Còn lại phút cuối đó cố gắng đi em. Cố gắng đi thuyết phục cô gái phút đi. Phút cuối rồi đó. Anh thấy là em nhìn em thì xinh rồi, anh với em thì có một số điểm nó gọi là giống nhau ấy, đi về cùng một hướng đường ấy. Nên anh có thích đi phượt không? Anh đi được một lần. Em cũng thích đi phượt. Đi bạn bè hay đi riêng? Đi với bạn bè nguyên nhóm luôn anh. À thì anh cũng thích đi phượt lắm, tại chưa có điều kiện đi nhiều thôi. Tại vì anh thích đi hai đứa phải không? Không không không. Đi đông nó vui vậy. Em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống hôn nhân hay gì không? Bây giờ vẫn còn sớm. Ví dụ như sau này mà tìm hiểu nhau rồi á thì lúc đó mới bắt đầu chuẩn bị anh. À anh bây giờ anh 27 á thì anh định là kết hôn thì tầm khoảng cỡ 27 đến đến 30 hoặc 31 gì đấy. Là khoảng từ 27 đến 31 ha. À vâng, đúng rồi. Em không sao hết, cũng được. Anh thấy em có vẻ hợp với anh ấy. Nói chung anh cũng có cái chí cầu tiến. Ở trên đây thì cũng chưa đánh giá được cái gì về bản thân hay con người của mọi người á. Nên anh nghĩ là sau chương trình này thì mình nên có cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Còn em? Nếu mà hợp thì mình sẽ tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta nói chuyện vui, nói chuyện cảm nhận về nhau, nói chuyện để hiểu nhau. Và bây giờ chúng ta quyết định bấm nút, là đặt trách nhiệm vào cái bấm nút của mình nha các bạn nha. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Nào, hãy nắm tay bạn gái đi. Đấy, một cô gái miền Tây rất là xinh xắn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúc các bạn xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên, gửi tặng hai bạn. Nắm tay thật chặt. Đây là chiếc điện thoại. Muốn nói gì cô ấy mở điện thoại lên nói nha. Đi xem phim đi hai bạn.